cái cô Chi à, cái Minh Phước và turn on speaker. Seven eight seven. This is a 7 8 7. Chắc cô Chi phải để coi 7 8 7 is a... Yeah, you are co-host. We don't hear. Can you hear me? I cannot hear you. Testing. Yeah. Okay, try again. Testing. Nghe được mà nó rè lắm. We can hear but it's mình vừa coi lại cái connection đó, coi lại cái connection của nó. Testing. Okay, testing now. Yeah, good enough. Okay. Good enough. I'm really checking it. But FYI, we don't have any speakers, so we cannot hear you. Earlier, it was on my iPad. Okay, nghe được rồi đó. Wi-Fi lên bên này, cái ghét lên đầu. Link à, link ghét là link thường. Connection của mình không có dùng nhiều Wi-Fi đó, tại vì nó không kết nối, nó sẽ yếu, không có. Ok. Nó không có work tốt. Không có người ta không có nghe rõ này. Thực ra thì dùng cái chi ra của mình trong cái lúc mà mình lên đây ạ. Cái này nếu mình thử sai đi. Lúc khác sai. Ok. Nhưng mà thì nhiều người xài chung với wifi đó, cái kiện đó, cái mình cái con mình đi đây là mình kiếm cái số cái
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã an vị vào nơi Pháp Hòa. Kính thỉnh chư Đại Đức Tăng Ni cùng Phật tử đảnh lễ Ngài ba lễ. Bây giờ là phần sinh giới của chư Phật tử và thiền sinh. Kính mời tất cả theo sự hướng dẫn của sư cô Trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thọ trì tam quy và tam quan trai giới. Đời tâm bảo cơ để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Chúng con xin thọ trì tam quy và tam quan trai giới. Đời tâm bảo cơ để vân giữ theo cho được sự lợi ích lòng thứ nhì. Kính lành bài chúng con xin thọ trì tam quy và tam quan trai giới. Đời tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lành thứ ba. Con nghe mát lòng thành kinh làm lại Đức Phật Ba Đa Ngài Bậc Ba Đa Cao Tướng Đức Chí.
dừng lại trên bên tri. Do ngài tự ngộ không thầy chế giải, con đem hết lòng thành kính làm lễ đức hoa của ba cho ngài là bậc A La Hán cao tướng được chứng quả trên biên tri. Do ngài tự ngộ không thầy chế giải, con đem hết lòng thành kính làm lễ đức hoa của ba cho ngài là bậc A La Hán cao tướng được chứng quả trên biên tri. Do ngài tự ngộ không thầy chế giải, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Ba quy tam bảo toàn đủ trẻ có bấy nhiêu. Con xin vâng chở đạo học là quy tranh xa sự sát sanh. Con xin vâng chở đạo học là quy tranh xa sự trộm cắp. Con xin vâng chở đạo học là quy tranh xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ đạo học là quy tranh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ đạo học là quy tranh xa sự dễ dương rũ và các chất sai. Con xin vâng giữ đạo học là quy tranh xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ đạo học là quy tranh xa sự mua ác tội càng đừng xem ác nghe đàn kèn trang điểm thoa vật thơm dội phân và đeo tràn qua. Con xin vâng giữ đạo học là quy tranh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và sinh đệ. Con xin thọ kỳ tam quan trai ơi, trọn đủ tâm điều của Đức Phật đã giao truyền, hầu để con giữ hành theo cho được cao.
Thưa thượng kinh nan thở thì bác quan thế giới cho được trong sạch trong ngày nay và đêm nay không nên dễ vui. Các chúng sanh nước sanh về cõi trời cũng nhờ dư giới. Các chúng sanh nước giàu sang cũng nhờ dư giới. Các chúng sanh nước giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dư giới. Bởi các cái niệm chư thiền tinh và đáng thở trì giới và chỉ được trong sạch không nên đã lâm nhờ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Imaya Dhamma No Dhamma Paripatiya Buddhang Bhojami. Imaya Dhamma No Dhamma Paripatiya Dhammang Bhojami. Imaya Dhamma No Dhamma Paripatiya Dhammang Bhojami. Con đem mất lòng thành kính làm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc thượng tôn cao thượng được chân vài chân biên tri do Ngài tự ngộ thâm thầy thế gian. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự đạo. Giờ sự là bài cúng dường nguyện hầu ăn Tăng bảo có triệu quý giả được sự an vui tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa-ru-sa-ru-sa-ru-la-mi-thai. Ngày hôm nay là muốn giải thoát sự đau khổ luân hồi. Đó là mục đích của ngày Phật tử có niềm tin diễm quy giác ngộ. Ngày giác ngộ đầu tiên đó là Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Đà thấy được sự thật là bốn sự thật. Ngài thấy đầu tiên cho nên gọi là Phật vì Ngài thấy bốn sự thật đầu tiên. Nhưng người mà thấy sự thật sau Ngài gọi là Tăng.
không thấy sự thật mà sao ngài, nó gọi là Savakasangha, thinh quan giác. Và thinh văn quan giác biết bao nhiêu thinh văn giác về thực hành theo lời có một vị giác ngộ. Vì ngài thấy sự đau khổ từ sự sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ. Như vậy hãy làm sao phải giải thoát sự đau khổ? Mà nó cuối cùng chết đang sập, chết mất rồi, chết phương xa khổ trong tâm. Và những đối tượng không thích bệnh hoạn già yếu, không thích mà vẫn gần khổ. Gần gì? Gần với ngũ quẩn này, gần với sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Hồi trước giờ gặp đó là tôi, đó là ta, đó là bạn ngã, đó là linh hồn. Sau khi nghe một vị giác ngộ tuyên bố sự thật nó là như vậy, nó là như vậy, như vậy mình phải giải thoát, buông bỏ nó, đừng chấp giữ nó, đừng cho nó là của ta, đừng cho nó là ta. Và cái gì không thấy rõ nó là nó. Như vậy không có một gì vi diệu linh động trong con người, bí mật trong con người mà Đức Phật để cho chúng ta phải khám phá ra bằng cách nào? Hết lòng gì? Hết lòng phải thấy thôi trước cho là tôi, cho là ta, và thấy cái tôi cái ta đó nó như thế nào, làm sao thấy được? Thì ngài đã tuyên bố ai mà thực hành giới nước sanh về cõi trời tu giới mới đọc hồi nãy, và có của cải nhiều, của cải ở cõi trời và của cải thế gian này, của cải giữ giới trong sạch này. Lời dạy cuối cùng được giải thoát là được thoát ly. Hỏi sanh già đau chết, cái đó là cái cuối cùng của lời dạy của ngài. Do tạp ý dự giới đó. Như vậy biết bao nhiêu người đang ở cõi trời, biết bao nhiêu người đang sống với pháp bảo mà được sự an vui, được giải thoát ngay trong kiếp sống này. Đó là thầy pháp. Đức Phật ngài thấy gì? Ngài thấy pháp đầu tiên, thấy sự tứ dự thế đầu tiên, cho nên đặt tên ngài là Chánh Đẳng Giác Phật. Ngài giác ngộ trước, bây giờ người giác ngộ sao? Đức Phật ngài cũng gọi là Phật thinh tâm nghe lại một vị giác ngộ, rồi cũng giác ngộ y như vậy. Thinh văn nha, có trong thời đại trong giáo lý của Chánh Đẳng Chánh Giác đang hiện tại. Như vậy mấy người Phật tử có niềm tin với Đức Phật và niềm tin với luật nhân quả ở trong thân và tâm, hành động của thân
xé ra vả. Hành trong có lời nói xé ra vả, hành đâu có tâm xé ra vả. Nhưng Đức Phật nói quả có thiện có ác, tin tưởng thiện mới đọc, còn đem hết lòng quy y Phật, Ngài đã giác ngộ quy pháp và quy tâm để giác ngộ và đi theo con đường của Ngài. Ê ca y no yang phê cu hê mắc tô tất ta nàng vô sư tì yà so các phê tiêu chúc người. Con đường này con đường đưa đến sự thanh tịnh tất cả chúng sanh, giải thoát những phiền não khổ u và thành tựu chánh kiến, thấy được sự thật như Ngài vậy. Mà thấy được sự làm sao thấy được sự, phải có trí nhớ, có chánh niệm. Niệm gì? Bồ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đó là một con đường, không con đường thứ nhì, con đường của tâm. Và thấy được tâm, và thấy được thân, được tâm, thấy hết. Nếu con người nói là thân, thấy thân. Nếu con người nó có thọ, thấy thọ. Nếu trong con người có tâm, thấy tâm. Và nếu con người thấy pháp, thấy tất cả. Thấy như vậy. Rồi làm sao? Ngài thấy được cõi giới rồi, đỉnh. Rồi làm sao gọi là đỉnh đó? Đức Phật dạy. Tì tăng nâng ma cù mì ya nạp bà địa càng thê nà gạch tăng và tạo tì tạo tì nâng tăng. Nên nói là quá khứ đã qua không truy tìm, tương lai cho tới không đi tìm. Vì quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại cho tới. Chỉ có pháp, con xin quy pháp hiện tại qua quyết bán chính ở đây. Tuệ quán, thân quán, hãy thấy thân. Thọ quán, hãy thấy cảm giác. Và tâm quán, hãy thấy tâm. Thấy hết, thấy thân hết. Mở mắt thấy. Rồi bắt đầu thấy được âm thanh, nghe được âm thanh. Biết được mùi, biết được vị, biết được sở xúc chạm. Biết, một ngày tại tối, biết, như thế nào biết, không chết, phát ly, này, xả đi, ba quan trài giới một ngày, là một phương pháp để người ta để thoát ly, cách ly, điều kiện, 3 ngày, 14 ngày, cách nó, không có tiếp xúc, trong khi cách nói vậy, nó không có gì ăn uống, nó chết, cách ly để cho thân này nó sống tục đế. Nhưng Đức Phật có 2 sự sống, nếu mà thân nó sống thì tâm cũng phải sống. Sống như thế nào? Nó sống là không có chết. Người ta sẽ trời chết thân thôi, mà đâu có thấy được tâm, hiểu lầm vì tưởng là tâm nó tồn tại vĩnh viễn. Một cái linh thật là linh, nó không thay đổi, nó linh lắm này. Tự niệm tin linh mà không đúng, cây cũng linh nữa, cái gì cũng linh linh vì nó linh quá đi, không thấy bản chất đặc tánh của danh pháp và sắc pháp. Nó sợ thật đến vậy, bản chất vậy, nó không cho nó là linh. Lửa nó nóng, ôi nó lên lắm, giữa đừng động nó chết à. Ai cho nó gió dữ lắm à. Cây cao vân mát phải lại. Chỉ đức tin xuông, niềm tin không thấy được pháp bảo, pháp hờn. Vì vậy có 2 cách ly và xả ly khác hẳn. Đúng.
cách ly để bảo trì cái thân này được cho tôi. Đức Phật đã dạy rồi, lưu vào cái thân, đừng làm ác cho nó sạch sẽ và đừng nó ác cho nó sạch sẽ. Thế vậy là đừng cho vi trùng nó vào theo cửa thân, đừng cho vi trùng siêu vi trùng theo cửa khẩu, cửa miệng lại nói, đừng cho tam độc nó theo cửa tâm của mình. Mới là môn, đó là căn. Thấy Đức Phật dạy, chỉ thấy thôi, và biết, thấy biết, vừa nghe biết, biết, biết trong đây, coi tâm ở đâu. Nó biết ở đâu, là phải thầy nào đó. Nà, thấy biết, đồng nghĩa nhờ, nà, ta tị xàm phải chạy nhá, ghi nhận là tình giác à. Ê, ngủ, giúp mình thức dậy. Chỉ ghi nhận, chỉ kêu gọi là có sự tình giác tâm. Tâm hồi nãy tình giác không? Không có ai kêu gọi. Không có niệm kêu gọi. Tâm đi mình siêu việt trọng tham sân si có sẵn, theo nó có sẵn, giết nó, ăn nó, làm cho nó không. Ở trên thế gian tất cả nhân duyên vậy đó, tất cả nhân duyên hoàn pháp sanh ra do nhân hoặc do duyên. Hai pháp đó muốn nói nào thức không được. Các người nói nhân, các người nói duyên thì tùy theo sự hiểu biết vậy đó của pháp nha. Như vậy ngày hôm nay chỉ là ngày chúng ta thấy pháp rồi, thấy pháp là thấy vậy, thấy thân pháp và thấy tâm pháp. Như vậy được thấy thân mình được cách ly và thấy tâm mình được xả ly, đó bao nhiêu một ngày, đó là một sự sống, một sự sống của một vị giác ngộ dạy cho con cháu của ngài thấy sống như vậy nè. Do chẳng và sa sa tăng cả chỉ về apa sang ở thời gian bây giờ e ca sang chỉ về tăng say do pa sa tổ ở thời gian bây giờ sống 100 tuổi của một cuộc đời của cái thân này mà không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày mà thấy pháp sanh diệt. Đây Đức Phật dạy một ngày thôi, y nói là một ngày bác quan trai vậy, vậy bác quan trai không làm gì hết anh nghĩ. Người ta các tôn giáo khác niềm tin cũng có ngày nghỉ, ta đi chùa, ta đi nhà thờ vân vân, rồi ta mới tùy theo đức tin của giáo chủ hướng dẫn như thế nào, ta thực hành theo các giáo chủ. Mỗi vị đều có niềm tin muốn giải thoát ra thôi, muốn cách ly và muốn xả ly. Đây niềm tin của một vị giác ngộ tâm ma sam bồ tát chân đẳng giác trí tuệ. Như vậy một ngày nãy mình thấy có tôi, có giới, có định và có huệ để cúng dường đức Phật một ngày hôm nay và cúng dường bằng thấy rồi tôi thấy thân tôi trong sạch và phải thấy tâm ra tâm ở đâu, phải có hướng dẫn đấy. Mấy vừa nói nãy quá khứ không truy tìm bỏ hôm qua, tương lai không có phục, ngày mai cho tôi bỏ, hôm nay sống, hôm nay bây giờ của bây giờ, bây giờ của năm nay, của tháng này, của ngày này, của giờ này, của phút và của giây, đây gọi là sát na tử. Một người chết một lần sợ mà không thấy chúng ta chết từ giây một, vì từ giây mới chết tới phút, vài phút chết, giờ chết, ngày chết, tháng chết, năm chết, chết một cuộc đời sợ. Mà không giờ, mình chết bây giờ, nếu bây giờ không chết
Bây giờ làm sao chúng ta có chết một phút mà làm sao chết chết một giờ, chết một ngày? Ý nói là quên, người chết quên rồi. Nhưng mà chúng ta là quên, quên chết bây giờ, quy về chết thật là chúng ta không thấy. Và Đức Phật Ngài không chết, không chết vì Ngài không quên một cái trường, không quên nữa thôi. Ngài không quên nữa thôi. Biết bao nhiêu các vị kiện bố đặt mà. Mà xong không giận, không hờn, không chán ghét. Bây giờ giữ giới bỏ giận, bỏ hờn, bỏ chán ghét. Sống mềm cười với tình thức. Sống cái cười thôi. Nè. Anh mai. Nè. Lên lên. Bây giờ sống chan hòa, những người đang sống, người ta cũng sống, mình cũng sống như ta. Đấy là Đạo Phật dạy con. Sống lại như vậy đó. À, là sống. Không quên. Lý thuyết. Nếu mà nói vậy hết một giờ, việc không được gì hết à. Ý nói là giảng thôi, nghe thôi. Nhưng cái gì? Trí tuệ, văn huệ, tư huệ, tu huệ. Tu huệ ý nói là làm sao cho tiến. Tiến như thế nào? Tiến thấy tâm của mình tiến bộ. Tiến bộ, bắt đầu thấy tâm của mình mạnh. Nói Đức Phật giờ là lực. Đức tin mạnh, bắt đầu niềm tin mạnh. Tin gì? Tin Phật, tin Pháp, con xin quy Pháp, phải thấy Pháp. Nên, niềm tin cho Pháp bảo. Làm sao? Rồi, tất cả lực nó lên. Biết cách hướng dẫn tâm. Tâm rất là yếu. Này, bệnh hoạn, ai hướng dẫn tâm? Thân ta giúp đỡ mình về sắc pháp. Nhưng cái tâm không ai giúp đỡ mình đâu. Ai một gì giác ngộ, Ngài cũng nói cho mình nghe sự thật và mình phải tự. Mình phải tự giác ngộ. Rồi đó, không có ai làm cho mình. Hay có niềm tin với một gì giác ngộ. Rồi, con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy y hướng về Ngài. Con hướng không? Con hướng về Phật không? Hướng về sự giải thoát không? Có hướng về Pháp không? Có thấy thân, thấy tâm không? Hay là quá khứ, tương lai? Và nếu thấy thân, thấy tâm mới gọi là thấy được Pháp không? Mà thấy như vậy có đức tam quy không? Đức tam quy rồi. Không tin tưởng nghiệp báo gì hết á. Bây giờ tam quy không có đức, không có đức việc thấy Pháp. Bây giờ thân là Pháp, tâm lâu rồi, quên mất, làm sao quên? Tôi đi, tôi biết, tôi đứng, tôi biết, tôi ngồi, tôi biết, tôi thấy, tôi biết, tôi nghe, tôi biết. Biết, không quên, không chết. Và nếu tập được như vậy, một ngày tới ta 24 tiếng đồng hồ. Vậy. Và nay quý vị nhớ Đức Phật dạy. Sống một ngày muôn đêm bằng sống 100 năm. Như vậy cái niềm tin như vậy mới Đức Phật nói. Giữ giới trong sạch. Này, biết bao nhiêu người sanh về cõi trời. Và cô cãi nhiều. Cuối cùng. Được đặt đạo quả giỏi Phật. Này, ta ly. Phát ly. Rồi. Đó là con đường mà giả nguyện. Trong ngày nay và đêm nay. Nhảy sinh cung dường Phật bảo bằng sờ đạo, cung dường Pháp bằng sờ đạo, cung dường tâm, cung dường cái bài bằng phải thấy. Như vậy bây giờ mình phải ngồi thấy, không phải nghe người khác vậy đó. Đó. Như vậy chúng ta ngồi phải thấy. Rồi trở lại với thiền. Còn mấy phút? Còn 20 phút. Phật nói sống một ngày, một đêm mà thấy sự sanh diệt đó. Mà người ta sống 100, quý thầy thấy 20 phút thôi. Tôi cố gắng thấy, và có niệm như vậy đó. Thì niệm là đọc kinh, là kêu, vậy đó. Đây. Rồi, trả lại.
giới trong sạch rồi, đọc rồi, chánh tâm chánh niệm chánh định, định bây giờ phải định, đấm lập không suy nghĩ, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, thân tâm tuệ quán, thấy như vậy tuệ quán rồi, trí tuệ rồi. Mời quý vị trở về với hiện tại của sự sống của thân và sự sống của tâm một cặp với nhau. Hãy sống và sống và sống. Theo dạy thân không giận thân, không giận thọ, không giận và thay thế được thân, thân đi thân đứng thân ngồi, biết thân ngồi và trong thân và bổn kỳ lớn là tứ đại địa đại ngồi thẳng đứng và đại nhiệt độ ăn cúng trong thân nông lành phân đại càng hòa di động trong hơi thở, dùng ra là hơi thở, chân là gió, gió càng gió di động gió rung đó là gió, tâm hay biết đang sống do đó, nó tới đâu biết tới đó, nói tới đâu quỷ mặt nó lại chết, phải theo nó, phải biết nó, biết là sống lại như vậy. Không quên không ngồi, cảm giác đồng và trong thân có gì biết đặc tánh cứng mềm có tìm ra đặc tánh có nóng và lạnh trong thân này, đặc tánh ơi càng di động rung tầm hai biết không quên.
niệm hành giả biết cách niệm, biết cách niệm thân. Và trong thân nếu có thọ, niệm thọ, cảm giác khổ lạc, dễ chịu hoặc không chịu, đó là thân. Đó là thân thức, sự hay biết của tâm, biết được thân. Cái gì thay đổi có cái sự khổ, thân thay đổi khổ, cảm giác thay đổi khổ, và tâm nếu thấy thay đổi cùng khổ, và cả hai thân tâm nó thấy thay đổi khổ, thay đổi khổ rồi, đó là tuệ quán thấy như vậy. Hành giả cố gắng phát ly, xá ly, nó là nó, nóng lạnh cưng mềm nó là nó, cảm giác nó là nó, tâm suy nghĩ nó là nó, tất cả thay đổi nó là nó, và cứ ghi nhận. Hành giả biết niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, ý nói không quên, không quên con đường đi, đó là Phật. Và không quên thân tâm, đó là Pháp. Một bước đi là một bước tới, một bước đi, một bước tới. Đói cuộc đời chạy trong lúc bây giờ và bây giờ. Nó gọi là tu tiến. Suy nghĩ cũng niệm, cái gì còn niệm, ghi nhận hết.
Kinh nghiệm là sự hay biết tiếp tục trong thân, trong thọ, trong tâm, trong pháp. Nếu dạ, kinh nghiệm có sự thay đổi trong thân, trong thọ, trong tâm, trong pháp, đó là chánh kiến. Và thay đổi như vậy quý vị thấy khổ, khổ gọi là khổ não. Quý vị thay đổi gây ra sự khổ. Nếu quý vị ngồi không phải là thêm đà mà trở một cái sự của các pháp vô vi, khổ hãy chán nhàm đó thôi. Đó là tuệ quán, là chánh kiến, là thanh tịnh đạo. Khi tuệ quán chiếu thấy thân tâm tất cả bất lực vô ngã, thật là ác tà tham sân si. Ai được như vậy là trên con đường đi niết bàn. Avato sampamang kalang. Avato sampamang kalang. Avato sampamang kalang. Thank you.
Vẫn bấm video. Vẫn bấm video. Nãy giờ chưa không? Không có bấm. Vậy thôi, vậy thôi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân Ngài đã có lời sắc tấn cũng như hướng dẫn chúng con trong sự thực tập sáng hôm nay. Mong là tất cả chúng ta sẽ có một cái ngày tu tập tốt. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục nửa tiếng đi tinh hành, sau đó thì trở về nửa tiếng hành thiền. Thì trong thời này thì sẽ mời Sư Cô Thiên Tuệ thông dịch lại bài pháp thoại của Ngài qua tiếng Anh. Nếu quý Phật tử có muốn nghe thì chúng ta có thể ngồi để lắng nghe bằng tiếng Anh để hiểu biết thêm. Now we have the half hour of walking meditation and then sitting meditation. We also have the translation. We invite Sayalay Amara Meta to help translate the Dhamma talk. Sayale. Hello. Yeah, hello? We can hear you. Can hear yourself. Thank you. So today is Saturday, July 18, 2020. I would do the translation for Sayadaw Dhamma talk into English as I heard and understood. Monday started the Dhamma talk with a question. What is the purpose of yogi? Why do we have to practice meditation or to practice the Dhamma? The purpose for all of us to practice the meditations or practice the Dhamma of the Buddha because we want to end all the suffering. We want to reach liberation. And because of that, we have faith in the Buddha. Having faith in the Buddha, we listen to the Dhamma and practice according to the Buddha teaching. The Buddha, he was the first to be awakened. He was the first to enlighten. He was the first to realize the Four Noble Truths, the Noble Truths of suffering, the noble truth of the cause of suffering, the noble truth of the end of suffering, and the noble truth of the path that leads to liberation. And the Buddha, having realized the noble truth, he was compassionate enough to teach the noble truth to the rest of the, to all beings, all sentient beings. And the ones who realize the Four Noble Truths after the Buddha is called the Sanghas or his disciple. The disciple of the Buddhas are the one who follow the teachings of the Buddha, practice the Dhamma, and finally be able to realize the Four Noble Truths themselves. The Buddha, as he saw the suffering in birth, aging, sickness, and death, he went out and seek for liberation. After seeking ardently for liberation, he found the way, which is the Eightfold Noble Path to liberation. So if we as human beings do not want to keep on suffering and keep on having all these, keep on
if we do not want to keep on suffering and keep on going around the samsaras of birth and birth and death, we have to be very ardent, and we have to practice the Dharma teaching, the Buddha teaching, which is the Dharma. And even though none of us here want to be old, be sick, or to die, but these things happen very closely to us because we live with these kind of things. We live with rebirth, we live with death, we live with sickness, and we live with aging every day because these are the five aggregates they made out of us. However, we did not know or understand the true characteristic of it. We thought this is I, this is me, this is self, and this is the soul of it. So after the Buddha found out the Four Noble Truths, he's explained the Noble Truth to all of us, and the way that there are no self, there are no me, there's no ego, there's no soul. All it's just the natural phenomena arising and passing away of bodies and minds or namas and rupa. As Buddhism, the Dharma were taught very openly and earnestly, very honest. There's no mysterious, there's no hidden secrets or anything. Everything, all the Dharma were taught in a very simple way, and it was explaining the very natures of all processes and the natures of all phenomena. And with that, people would realize that there is no myself, there is no me, there is no soul, no ego. So why do we practice at the beginning of the Dharma talk? Pretty much every day, Sayadaw would give out moralities or precepts. Why do we take the precept? Why do we have to observe sila, morality? Because in order to for us to purify our mind, our speech, our body have to be purified. And then even if we don't practice meditation to purify our mind, just keeping sila alone, keeping the morality, the precept, would be able to help us to go to the heaven realm after death. At the moment, there's many beings that stay in the heaven realms right now, observing and having a very happy, materialist life up there. And then they could either practice meditation or practice the Dharma and visual liberation. So at the Buddha was the first one to reach the liberation of Nirvana, and he was able to teach the Dharma to all of us. So as his disciple, if we actually practice the Dharma and follow his teaching ardently, we also will be able to reach Nirvana just like the Buddha. In order to do that, first of all, we have to have faith. Faith is very important at the beginning. Having faith in the Buddha, we listen and we practice in the Dharma. And then by having faith in the Dharma, we understand about the working of karma, cause and effect. All the actions have their consequences. All the actions have their results. So as a human being, we live with our bodies and mind, namas and rupa. So all the actions from our speech, what we say, from our body, what we do, and what in our mind, what we think, these are all the karma, all the actions that are working in body, speech, and mind. And all these will also bear the results of it. So there is one clarity, say the first sentence in the Mahasatipatthana Sutta, Eka Yano Aham Bhikkhave Mako, which means that this is the only way, Bhikkhu. Or this is the only way in order to reach Nirvana, to practicing Satipatthana, the four foundations of mindfulness, mindfulness in the body, mindfulness in Vedana, the feeling, mindfulness in Jeta, the mind, and mindfulness in all Dharma. And how do we practice meditation? How do we have practiced mindfulness? How do we have Sati? What does it mean, Sati? Sati means mindfulness. This means remembering. This means being aware of what is going on at the present moment. So if we live with the body, we have to know what is going on in the body. If we have such kind of feeling, we have to know what kind of feelings is happening at the present moment. If the mind is thinking or recognizing things, we have to know, be mindful of what is going on in the mind. And then when we be able to
see, aware, and mindful of all the phenomena that are happening, that is being mindful of the Dhamma. So continue with that, how to see, how to be aware. First of all, in order for us to be able to have sati or be aware, we have to have sila. Again, why sila is so important? Because sila keeping us from doing unwholesome deeds, keeping the bodies and the keeping our body, our speech, and our mind from committing unwholesome actions. And when we are clear from body, speech, and mind, body and speech, we'll be able to practice concentration in order to purify our mind. And when the right concentration be able to develop, then insight would gradually arise. Again, Sayadaw say one polydecta. I did not get that, so I will try to do the translations for it. Basically, the meaning of the verse was saying that when a yogi practicing meditation, the mind does not go, the mind should not go into the past nor the future. The mind should stay at the present moment, being aware, being mindful of what's happening in the body and in the mind of the present moment. Because the past already been the past, it's already gone. The future is, it haven't come yet. The only thing that we have at the right now is the present moment. We can only live in the present moment, living with the body, living with the mind. So when what happening in the body at the present moment, let's say the body touchings or smellings or hearing, we all have to notice it. Hearing, smelling, touching, seeing, so on and so forth. Right now with the pandemic of COVID-19, we all have to be isolated. We should isolate and practice social distancing, isolations, quarantines, in order to keep the virus away from us so that we do not get in contact with the COVID-19 virus and be contagious and get sick. However, even if we get sick, this is only get sick in the body. But what the mind is, has been sick with all three kinds of viruses all these years, and we did not know that. The viruses are dosa, anger, hatred, and delusion. And many of us are scared of death because, let's say, if you get the COVID-19, you get sick, and then if it gets very bad, then you know you can die, and this body can die. But then, even if we die, we only die of this very life, and that's just only the mundane world. But then, because of that, we misunderstood. We only know about this body. We don't know about the mind. Because we thought, okay, if this body die, even if this body is no longer here with us, the mind is still there. The mind is too permanent. And that is the wrong thinking and wrong view. These views came along because of misunderstanding that the mind is permanent. And because of it, we not knowing. The reason of it is because we not knowing, not understanding the characteristic, the intrinsic natures of the mind, as well as the body. Both bodies and mind, namas and rubas, are nothing but forever changing phenomena. This is just the natures of things. There is no I, no self, no soul. So in order for us to know that, we have to be mindful of our body. We have to be mindful of our mind. When we see, we have to notice seeing. When we know about the mind, the characteristic of the mind is knowing the object. So when the mind knows something, we would say knowing. And when we keep on practicing like that, we would eventually develop insight to understand the characteristic of this body and the characteristic of the mind. And then when these practice becomes stronger, sati becomes stronger, mindfulness becomes stronger, sati sampanya, which is the sati will wake the mind up, make the mind be aware and be alert of whatever that's going on in the present moment. And then when we be able to understand and see the mind continuously, we will see that sometime there would be hatred in the mind, and sometime there would be loba, greed in the mind, and sometime there would be delusion, not knowing in the mind. And even that, the mind would be able to catch it and understand it
And then eventually, just by understanding it, by being aware of it, the mind would gain wisdom through it. So today we're having a one-day retreat. And what is it that we have one-day retreat? Meaning that we use today, this today, we're not going to do anything. We observe sila, the uposatha sila, the eight precepts. And then we put aside all the mundanes, all the household work. And we just trying to observe sila by bodies and speech. And then we practice meditation, practice vipassana meditation to purify our mind. And why is it important that we, you know, set aside one day to do that? Sayadaw said one Dhammapada verse number 110. Bocha wasa satam vijive dusilo asamahito ekaham vichitam seyo sila wantasa jaujino. Meaning that even a person lived for 100 years not knowing how to keep sila, not knowing how to practice meditation to purify the mind. If the person live unwholesomely, we live with dosa, we live with anger, hatred, and delusion, that life is not even worth it compared to a person who lived for one day keeping sila and practice meditation to purify the mind. So that's why even just one day, we take today in order for us to keep sila, to keep our body and speech pure, and then we practice vipassana meditation to purify ourselves. And when we practice meditation, what is it that we need to know? When we practice vipassana meditation, we need to know nama and rupa, the bodies and the mind, because our we as a human beings made out of namas and rupa, bodies and mind. So at the at every single moment in the present moment, if the yogi would be able to see what the body is doing, what is going on in the body, and being mindful what is going on in the mind, that is actually living in the moment. And when the yogi practice progress, the yogi will see that everything happening in the body as well as everything happening in the mind is always passing and rising. Coming and passing away. Is nothing is permanent. Everything is continuous changing at every single moment. So when the yogi actually be able to see that, then the yogi would be considered living in the moment. However, many of us do not see it. We thought, okay, we're living, but we don't know what is our body's doing, what is going on in the body, what is going on in the mind. So that way there's no sati, there's no mindfulness, and there's only forgetfulness. And forgetfulness is dying. Not knowing is dying. Because when you forget, you don't know what your mind doing, you don't know what your body's doing. And then that's where you actually don't live. And then you actually not living in the present moment. So as yesterday, Sarah mentioned that in Buddhism, we have three kinds of knowledge. First one is sutta meya jnana. This means that the knowledge that you learn, the knowledge that you get from reading the book, listening to the Dharma talk, hearing the Dharma, and then after listening, readings, and discussing the Dharma, you would reflect on it, you would think about it, you would analyze it, and that we call Cintamaya Jnana. And these two kinds of knowledge is through from the outside knowledge that you accumulate. But then there's another, the most important one is the third knowledge, which is called Bhavana Meya Jnana, which is the knowledge of the wisdom you gain through practicing the Dhamma from your direct experience, not from borrowing, not from listening, not from reflecting, but from practicing the Dhamma. And then when you practice the Dhamma through vipassana meditations or concentration meditation, you have the direct insight of what is going on, the direct knowledge and direct experience. And in that way, you'll be able to gain the knowledge, having the insight, and your mind becomes stronger and stronger, and then you will see things in clear and understanding the characteristic of all phenomena.
So when you practice like that, the more faith you would have in the Buddha, and the more faith you would have in the Buddha teaching, because you will be able to experience it and directly see it for yourself. So nowadays with the COVID-19, the body might get sick. And when the body gets sick, we can go to the physical doctor and the physicians, and the doctor can treat us. But then that is just only treating the body. But what about the mind? The mind has been polluted. The mind has been sick throughout samsara by dosa, anger, hatred, and delusion. But we do not know that. Only the Buddha, when the Buddha appeared, he was the one who taught us how to treat our mind, what we need to do to purify, to help our mind to become healthy and clean. However, all the Dhamma that the Buddha taught us, this only in he only showed the way. The Buddha only show us what we need to do and how to get there. But we ourselves have to walk on that path. We ourselves have to practice by ourselves and not rely on anybody. So when we practice, this means that we have to be mindful. We have to be alert and aware of everything that's going on at the present moment, because forgetting or not knowing's meaning is not living. So in order for us to actually be able to live or practice the Dhamma, we have to be mindful of the present moment. And then when a yogi practice the Dhamma, be mindful at the moment, knowing what the body is doing, what is going on in the body, what is going on in the mind, the yogi would not commit any unwholesome deed. And then the yogi would have more faith, and then the yogi would not be able to break any precept, not any break any sila, and have faith in the Buddha, in the Dhamma, and in the Sangha. So today, as we have a one-day retreat, we're trying to practice as much as we can, listening to the Dhamma talk by Sayadaw Ching is good, but it's not enough. What we want is we want to offer the Buddha, the Dhamma, and the Sangha our practice by living in the present moment, keeping sila, practicing meditation, and purifies our mind. So when we practice, we would have right mindfulness, right concentrations, and right effort. And then when we have the right concentration, that means the mind, there's no thinking in the mind, there's no thoughts arise in the mind. The mind would be able to stay in the present moment and understand the characteristic of the phenomena happening in the body and the phenomena happening in the mind. And that way is the best offer and the best way to live, the best way to live as well, the best offer to the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. So Sayarichi continue with a guided meditation. So yogi would sit comfortably in the sitting posture, and then we would pay attention to the risings and then fallings of the abdomen. Why is paying the risings and falling of the abdomen? The yogi trying to pay attention to know each rising from the beginning to the end, and again each falling from the beginning to the end. And why sitting? The yogi should pay attention to the sitting posture, sittings, and what risings, fallings, whatever is going on while sitting. Let's say if there's any Vedanas, feelings come, pleasant feeling, unpleasant feeling, happy feeling, pain, so on and so forth. We all have to know it, such as feeling, pain, unpleasant feeling. And why doing that? When we notice it, if these feelings pass away, then we go back to the risings, falling. And then when we noticing the rising, falling, if there's any thinkings or any thoughts, any imaginations happening in the mind, then we would again noticing, thinking, imagining, so on and so forth. And then if there's any sounds or anything that happening around us, and then we hear something, we would notice again hearings or touching. So when the yogi do that, the yogi is actually practice Mahasatipatthana, which is four foundations of mindfulness. When the sitting postures, and when sitting, we would see that sitting, we feel
hardness or softness or rising, falling, we will see hardness or softness. That is the characteristic of the earth element, Vatavi. And then during the rising, falling, there's movements, the vibration, the extension. That is actually the characteristics of the wind element, Vayu. And while sitting, sometimes it will feel hot, sometimes we feel cold. We're noticing that. That is actually the fire elements in the body, Tejo. So when the yogi noticed that and live with that, the yogi actually is able to live with the four major elements that made up this body. And then when the mind have mindfulness, knowing all that, and our knowing all these thinking happening in the mind, that is having mindfulness of the mind, Jeta Nupassana. So when doing sitting meditation, whatever that come at the present moment from the body, feelings, the minds, or all the Dharma happening around us, we all notice it. And if the yogi be able to be very mindful and notice everything, the yogi could see that everything, every single phenomena keep on coming and passing away. Nothing is more permanent. Everything is changing at every moment. It comes and it passes away. It's impermanent. And that is one of the characteristics of the Dharma, impermanent, anicca. So if the yogi keep on practicing like that, the Sayaji say that when wisdoms arrive, the yogi will be able to change the life from, you know, just only knowing the mundane things of what to do for work, how to make a living, from actually be able to realize the Dharma, seeing the characteristics of the bodies and mind, namas and rupa, the unchanging, the characteristic of all Dharma, which is anicca, impermanence, dukkha, unsatisfactories, and anatta, non-self. And that is changing from mundane knowledge to the super mundane knowledge, understanding that the Dharma, the Buddha taught, is just nothing but the natural phenomena coming and passing away of every single moment. At the end of the Dharma talk, Sarachi wish that all yogi would be happy, healthy, and keep on practice the Dharma. That's all I have for today's translation. Thank you so much for listening. Sadhu, sadhu, sadhu.